cho bạn nhỏ. Mật gì? Cô em. Vậy bất ngờ bạn nhỏ chuyển thư đó cho ai? Cô mời em nào. Bố ạ. Đúng rồi đấy các bạn ạ. Vậy thì các bạn đã bao giờ nhận bộ thư của đấy và nhận chuyển thư cho người khác chưa? Để biết được điều đó, cô cùng các bạn học bài đạo đức ngày hôm nay nhé. Tôn trọng thư từ tài sản của người khác. Tiết 1. Nhắc tên được bài này tiếp. Đây là bát thứ. Thế còn bạn này là gì? Người chơi à?